Hello mọi người nha. Chào mọi người. Hiện tại thì Thái với Trinh đang có mặt tại Kinh Nhì, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha. Chiều nay thì Thái với Trinh sẽ tiếp tục đi câu cá rô nha mọi người. Thì đây là cái túi đựng cá của Thái nha. Thì mồi thì cắm tanh trọng như mở heo quay nha mọi người. Cần câu thì Thái thì câu cây đa hoa ánh kim. Lưỡi câu trứng rùa số 2 nha mọi người. Do hôm nay Thái câu cá nhỏ cho nên Thái sẽ câu lưỡi câu hơi nhỏ một tí nha. Còn Trinh thì câu cây cần câu huyền thoại của Trinh nha. Lưỡi câu thì lưỡi câu này không biết lưỡi câu gì luôn, nói chung là lưỡi câu câu cá rô bình thường nha mọi người. Còn đây là cái cây gác điện thoại của Thái nha. Rồi ok, hy vọng là hôm nay sẽ dính nhiều cá to quay cho mọi người xem nha. Bây giờ thì Thái sẽ lấy mồi cắm tanh trộn với mỡ heo quay này, Thái xả vụ cá lại nha mọi người. Trời ơi. Dạ. Cá chín cá chốt. Ôi dính chút xíu. Cá chốt dữ ghê trời. Rồi. Em đầu tiên nha. Con nhớ bạn nha. Rồi bỏ xuống đi bạn. Cá chốt một cái ghê trời. Trinh lên cá nha mọi người. Cá rô. Ghê trời. Ngồi chung với Trinh toàn là Trinh câu dính không mọi người, Thái câu dính gì trơn. Ủa em thẳng nhảy lỗ anh luôn á. Ê đó là do cái trình xác cá của bạn nha bạn. Đừng thừa. Đây, đây. Mày. Đây, anh nói em giật dữ, anh giật còn giả mang hơn em đó. Ghế của anh luôn kìa. Phần Hugo gọi là đó mày. Đó, 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 ghế kìa, của em kìa. Kìa, ghế của anh kìa. Ủa gì ghế hai cái được, có nợ con ăn hai cục không? Ghề lên tim, ghề ba lên tim đi. Đó, nó, nó. Dính rồi bạn ơi. Dính không? Dính rồi. Cá à? Giật. Trời ơi. Ok mọi người. À. Bọn cá rô đẹp ghê luôn em. Cá nguyên bụng trứng hay là bụng thức ăn hay tự? Em nghi là thức ăn á. Dạ. Ừ. Hồi nãy anh xả chắc cả nửa ký thức ăn với này rồi. Trời sớm giờ Thái ngồi đây với Trinh mà Trinh thấy câu dính gì trơn rồi mọi người. Hồi Trinh dính rồi. Chán thiệt chứ. Ok. 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 Trời ơi. Cái gì? Trời, trời. Cái gì vậy? Chu cha. Gì vậy? Trời ơi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Thay mới vừa tính lấy lên bỏ vô trong góc bay đến ăn luôn mọi người. Nè, cái rô nè. Trời ơi, cái rô đã ghê luôn á. Mình dính thì dính cá bự không nha bạn. Ủa, vậy sao? Một con cá của bạn bằng ba con của mình chưa? Mày không dính đi.
Đã chưa, đã chưa? Thường thôi bạn ơi. Thường thôi. Nè bạn. Lên tim. Chào mọi người. Bữa hổm cà chua nó quất ba con đó đó, bé lớn nữa. Vô. Tới công chuyện rồi. Biết ngay mà. Rồi lúc cái phao luôn, lúc cái lưới câu luôn rồi. Ok, em tiếp theo nha mọi người. Con lạnh không? Lên tim mau lắm rồi đó. Thử. Ok, em tiếp theo nha mọi người. Cá mà dinh cũng được à, chứ không bự không. Nè. Ok mọi người nghe, chinh dính thì được thêm con là nè mọi người. Đó. Kéo. Mày. À, mày. Rồi ok, hello mọi người nghe. Thì hiện tại thì bây giờ cũng đã chiều nha mọi người. Sớm này thấy chinh câu dưới đó nhưng mà nó bị máng gốc hả mọi người. Dính được có mấy con à. Bây giờ chinh sẽ đổ nước ra nha, quay thử coi được mấy con cho mọi người xem nha. Hình như được con cá chốt bự lắm phải không? Ừ. Sớm này không có mua dế mọi người, cho nên câu thức ăn, cho nên cá dính ống nhại bằng dế mọi người. Được có mấy con à. Ở nay dính cá xịu à. Được hai cái mẹ dinh hai. Năm cá chua. Dạ. Rồi vô học luôn rồi. Với một em cá chốt. Năm cá rô với một em cá chốt bằng kia luôn. Mày cá chốt lên, nắm cá chốt đó lên nè. Cá chốt nhìn giống cá lăng ha. Ừ. Ui, cá chốt sọc. Chốt sọc phải không? Mọi người cá chốt nè mọi người. Chốt bằng kia luôn. Rồi ok. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.